Ok, trong quá trình chờ đá banh từ đây tới 1 giờ thì mình chia sẻ một vài cái thủ tục sới quất. Sới quất này mình làm chuyên trong vòng tầm nửa tiếng thôi. Thì trong này mình có một vài cái mình cũng sưu tầm và sưu tầm được trên mạng và cũng tích lũy một phần cái kinh nghiệm mà mình làm, mình học tập cũng như là mình là những công ty cũng làm cho chính cá nhân mình. Thì bây giờ mình đi vào cái phần sử dụng, cái phần số 1 đây là sử dụng kim hôm để đi về đầu hoặc cuối feature. Và end, cái end này là để về cuối của cây feature. Cái feature là cây design tree nha. Ví dụ như đây, bây giờ mình mở một cái chi tiết nào đó, chi tiết này chẳng hạn, thì đây là nó đưa cái phím home này nè, sẽ đưa về trên đầu hoặc cuối của một cái cây feature này nè. Đây ha, mình mở cái file này nó nhiều feature nè, cái file này nó sẽ có nhiều feature ở trong này. Thì đây ha, thì ví dụ như trong quá trình di chuyển chuột từ trên phía cuối này lên trên đầu này để mình tìm một cái feature ở trên này, thì trong cái thời gian mình di chuyển rất là lâu, mình lăn chuột nó cũng rất là lâu luôn. Ví dụ mình bấm vào cái cây feature nè, mình muốn xuống dưới cuối của cây feature này thì mình bấm vào nút end, thì ngay lập tức nó sẽ chuyển về cái nút dưới cuối cùng này. Rồi trong một phần á, mọi mấy mấy bạn mà thấy cái phần khi mình bấm vào một cái feature này đúng không, này nó có những cái mũi tên chỉ như thế này nè. Rồi feature bấm vào có một số cái nó chỉ trên, chiều cái số nó chỉ xuống dưới, thì cái này là ở đâu? Cái này thì trong phần mình kéo lên trên này ha, mình chọn vào cái hot này nè, mình bấm chuột phải này, trên cái ô trên này là nó có hai cái, một cái là đưa lên trên cái parent và một cái là đưa xuống dưới cái child. Cái parent này tức là cái feature trước ấy, feature trên là cái feature mà được sinh ra trước nó. Rồi cái này là chỉ xuống dưới này ha. Mình hướng dẫn thêm trong cái phần là mình cài đặt bàn phím cũng như cài đặt chuột cũng như là những cái icon trên này, những cái icon trên này ha. Ví dụ như trên này nè, mình đang có những cái lệnh này, chẳng hạn như mình muốn sử dụng một cái lệnh đó là gọi là lệnh flat. Lệnh flat thì ở đây á, mình không có cái lệnh flat này, mình phải vào chỗ insert ở đây và mình chọn feature và mình chọn lệnh flat, thì nó đi vòng 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 chỗ này nó lâu. Bây giờ mình muốn cái lệnh thì nó nằm ngay trên cái ô này luôn, mình lấy thêm về những cái lệnh trong cái phần ô cùng cổng này nè, và mình lấy thêm về những lệnh này. Thì đây nó có một vài cách như thế này ha, một vài cách như này. Cách đơn giản nhất đó là mình vào cái ô shape này, ô shape, bây giờ mình xổ cái này ra ha, xổ cái dấu 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 chấm ngay chỗ cái ô kính lúp này nè, và mình chọn là comment comment đấy, thì ở đây mình mới gõ chữ là flat. Thì đây nó ra cái lệnh flat này ha. Bây giờ mình mới nắm, mình kéo nhấn giữ chuột trái kéo thả vào đây đó, thì ngay lập tức nó thêm cho mình một cái lệnh ở trên cái dòng này, hoặc là mình thích mình để trên cái thẻ nào, cái module nào cũng được hết này ha. Tuy nhiên cái bất tiện của trong cái ô shape này đó là mình phải biết cái lệnh đó gõ như thế nào, tên gì,
Ví dụ như chữ flat là mình phải gõ đúng chính tả nó mới ra. À, còn ví dụ như mà gõ mà sai thì cái lệnh này nó không ra. Đó là cái nhược điểm của thằng này. Nhưng mà cái là nó nhanh. Rồi. Cái thứ hai đó là mình vào chỗ cái ô chỗ option này nè, nhưng mà mình đừng có chọn option, thì sổ motor này ra ha, mình chọn cái tầm mày, chọn cái tầm mày thì trong này nó sẽ có nè, comment mình trong này nè, comment mình thì mình cũng chọn thanh chẳng hạn như là thanh feature. Giờ mình phóng cái màn hình cho to lên xíu nha. Đây. Đây, trên cái này nó có cái comment mình nè. Và mình chọn đó là feature đâu? Đây ha, feature thành feature của mình đây. Rồi, ở đây thì mình có những cái lệnh. Tất cả những cái lệnh mà liên quan tới feature để nằm đây hết. Ví dụ cái lệnh flat đây ha. Đây, lệnh flat re vào chỗ chữ flat đây. Đó, thì bây giờ mình không thu nhỏ cái màn hình lại xíu. Đây. Rồi, bây giờ mình muốn lấy cái lệnh flat ra đúng không? Mình nhấn giữ chuột trái và mình kéo lệnh flat ra mình để thế này. Đó. Thì vào mình đem nó ra sao á, ví dụ như đây nó có hai lệnh flat thì bây giờ làm sao mình phải bỏ bớt hoặc là mình không không cần dùng nó nữa thì mình cứ nắm giữ chuột trái, nhấn giữ chuột trái và kéo bỏ vào đây, kéo bỏ vào. Thì trong này tương tự nó có rất là nhiều thẻ, ví dụ như vậy template, lock, curl hay gì đó, feature rất là nhiều. Mình muốn dùng cái lệnh nào mình sử dụng nhiều quá thì mình cứ kéo bỏ vào đây, là khi đó mình không có cần dùng nó nữa. Tiếp tục đó là bây giờ mình nhấn giữ chuột phải nè, nhấn giữ chuột phải đó, nhấn giữ chuột phải và di chuyển theo cái hướng lên trên xuống dưới hoặc qua lại trái phải lên xuống gì đó thì nó sẽ sinh ra một cái vòng tròn này này ha. Khi mình nhấn giữ chuột phải và re ra cái hướng nào á, re ra cái hướng này nè đó, thì lập tức nó sẽ chọn những cái lệnh đó, lập tức nó sẽ chọn cái lệnh đó và nó thực thi cái lệnh đó cho mình luôn. Còn trong môi trường sketch thì sao? Ví dụ như trên bây giờ mình chọn một cái môi trường run, mình tạo sketch này ha, thì bây giờ mình nhấn giữ chuột phải nè, mình lắc chuột nè, nhấn giữ chuột phải lắp chuột thì nó sẽ ra những cái lệnh như thế này, hoàn toàn khác với lại cái môi trường lúc nãy. Rồi bây giờ mình chuột đó mình sẽ cài đặt như thế nào? Ok, thì có bạn hỏi là cái hình này là cái gì đúng không? Hình này là cái logo, mình đang tạo cái logo cho chính trang học cơ khí và mình sẽ đang hoàn chỉnh cái logo này. Rồi giờ mình quay lại cái bài của mình, đó là mình cài đặt chuột đúng không, mình cài đặt mình nhấn giữ phím phải chuột thì mình di chuyển nó ra những cái vòng tròn như thế này. Bây giờ mình cài đặt như thế nào? Vào đây và mình chọn Customize. Customize bây giờ mình đi vào cái thẻ nãy comment mình đúng không? Bây giờ mình chọn vào Mouse Gesture ở đây. Đối với một số bạn nó chỉ có là bốn bốn hướng và bốn lệnh. Đó là có bốn get ở đây. Bây giờ mình chọn 8. Rồi, trong cái ô Search for này là một cái ô mà nó chứa cái câu lệnh mình cần tìm á, chẳng hạn như mình gõ chữ like vào cái ô này thì nó sẽ tìm tất cả những cái gì liên quan tới từ like, tất cả những gì liên quan tới từ like ha, hoặc tên like hay là like format hay là like tool hay là chọn tool gì chọn like gì đây, thì bây giờ mình kéo xuống mình tìm tới cái chữ đó là
đây like. Thì bây giờ chuột của mình nè, mình phóng màn hình lên để mình thấy trong này nó rõ hơn xíu. Đây đây ha, thì chuột phải của mình nó biểu thị là một cái chấm màu xanh này ha. Nếu mình muốn thay đổi, nếu mình muốn thay đổi thì mình bấm chuột vào đây và mình bấm có cái dấu sổ này ra, mình sổ xuống và mình chọn những cái hướng nào mình muốn, chẳng hạn như qua bên trái, qua bên phải hoặc lên trên xuống dưới gì đó, mình tùy theo cái của mình cần chọn là gì. Đấy, thì sau khi mình chọn xong mình bấm OK. Để đây mình, đó là trong cái quá trình mình tạo chuột và cài đặt chuột. Rồi, ở đây thì mình có một vài cái thủ thuật nhỏ nữa. Ví dụ như trong sketch, bây giờ mình tạo một sketch, bây giờ mình vẽ một lệnh line, đây ha, chỗ này á, ngay chỗ có line này nè, mình sẽ có một cái cung, tuy nhiên nếu mình chọn lệnh line xong có mình chọn lệnh cung hay đúng không, cung mình sổ ra, mình chọn vẽ đường tangent thì mình bấm vào này, mình kéo ra tangent xong tiếp tục mình lại chọn line lại để mình vẽ lại xuống dưới này. Thì trong quá trình mình đi như vậy rất là lâu, thì mình làm sao mình đi, trong lệnh line và mình bo cung và line bo cung line bo cung luôn, tức thì trong thế này luôn. Ở đây ha, mình chọn lệnh line, nè, từ đây đi lên nè, rồi đi ra ngoài thì chuột mình đang nó còn một cái đoạn line nữa. Bây giờ mình muốn vẽ cung luôn thì mình không cần phải thoát line và chọn cung. Ở đây mình chỉ chọn và làm thực hiện thao tác như thế này. Mình rê vào cái điểm mình mới vừa vẽ đó, là cái điểm này nè. Đấy, mình rê chuột vào cái điểm đó. Và mình kéo ra ngoài. Từ từ mình kéo ra ngoài thì nó sẽ bo được cái cung đó cho mình luôn. À, có cái dấu ba chấm này nè. Có cái đường chấm gạch đi ngang qua đó thì mình bấm cái nữa. Rồi, tiếp tục nó trở về line cho mình. Nó trở về line nè. Nếu mình muốn tiếp tục bo cung á thì mình rê lại điểm kết thúc của nó lúc nãy, rồi mình từ mình rê ra, làm tương tự, kéo ra ha, kéo vô bo cung. Đấy, thì cái này là cái phương pháp đảo từ line qua cung mà không cần phải sử dụng lệnh trên này, Một cách thứ hai nữa là anh em mình hay quên cái lệnh vẽ cung, nhưng mà vẽ cung theo cái dạng tangent arc này. Bây giờ mình chọn line, ha. Đây mình vẽ line trên này. Rồi, bây giờ mình chọn cái dạng mà tangent, vẽ cung mà tangent này ha. Bây giờ mình rê chỗ này, bấm vào đây. Từ từ mình rê ra nè. Khi kết thúc cái cung đó, nó sẽ cho mình vẽ tiếp một cái cung nữa. Và cái cung đó nó sẽ, cái cung tiếp theo á, nó sẽ tangent với cái cung mà mình mới vừa vẽ xong. Đây. Và mình rê ra tiếp thì nó sẽ tangent với cái cung mà thứ hai của mình mới vừa vẽ xong nữa. Thì đó. Ok. Thì nó cũng cho mình cái trạng thái tiếp tuyến. Trong cái trường hợp lúc nãy là mình đảo từ line qua cung thì nó sẽ bắt tiếp tuyến cho mình ở đây, mình không cần phải ràng buộc cho nó tangent làm gì nữa. Rồi, trong trường hợp nếu mà mình đang ở line nè,
Đây ha, lai mà đảo cung rất bình thường, lai nè, rê ra ngoài, rê vào trong, đây mình đảo cung đấy. Cái thứ ba là nhấn giữ control kéo và thả copy component feature dt. Ở đây mình có một cái file mình vẽ một mình đợi mình mở một cái file assembly ha. Chào em, Hà Trần Mai. Trần Mai Hà, Hà Trần Mai gì đó. Rồi. Trong này ví dụ như mình muốn có hai chi tiết này. Chi tiết này ha. Mình muốn có hai chi tiết đó. Thì bây giờ cách thông thường anh em mình hay làm đó là chọn trong sẽ assembly nè ha, chọn insert component rồi mới bấm browse vào đây, bấm browse thì bây giờ mình mới tìm tới cái đường link mà mình lấy cái chi tiết mình ra. Ví dụ như trong này nó có cái chỗ nào đó để mình lấy thì mình sẽ lấy cái chi tiết đó ra, nhưng mà mình để mình tìm ra được đúng chi tiết đó thì nó hơi phức tạp. Nhưng trong này nó có chi tiết này luôn rồi á thì mình sẽ lấy một cách nhanh chóng như thế này. Bây giờ trên bàn phím nhấn cho mình nút control này ha, nút control này. Rồi bây giờ nhấn cho mình nút control rồi rê vào cái cạnh, cái mặt hoặc cái điểm nào đó của cái chi tiết mà mình cần lấy á. Bây giờ mình rê vào cái mặt này ha, tay vẫn giữ control nha, rồi nhấn giữ chuột trái kéo ra, thả chuột rồi thả control sau đấy. Khi đó nó sẽ copy cái component này nè ra một cái component khác cho mình, ra một cái component khác. Rồi bây giờ mình làm lại ha, nhấn giữ control rê vào chi tiết này, nhấn giữ chuột trái và kéo ra. Nếu mình thả control ra trước, bây giờ mình thả control trước nè, thả chuột sau nè, thì nó sẽ mất. Mình đi ngược thao tác, tức là mình thả control trước, thả chuột sau thì nó sẽ mất. Giờ nhấn giữ control lại, control, nhấn vào chi tiết, nhấn chuột, kéo ra, thả chuột trước và thả control sau. Đấy. Thì cái này nó sẽ copy chi tiết này. Cách thứ hai mà mình hay làm trong Windows mình hay làm đó là gì? Control C và Control V. Đây, bây giờ mình bấm vào chi tiết này. Chi tiết cái mặt nào của chi tiết cũng được hết. Bấm vào đây ha. Mình bấm Ctrl C. Xong mình bấm ra ngoài màn hình. Bấm ra ngoài màn hình ở đây. Bấm Ctrl V để bát cái chi tiết đó ra ha. Ok. Tiếp tục, cái thứ tư là để sử dụng thêm công cụ nhanh, công cụ đo kích thước Visual Tool, hãy sử dụng tiếng tắt mở. Trong cái này bây giờ
mình muốn xác định nó khoảng cách từ cái mặt này tới cái mặt này là bao nhiêu. Tới cái mặt này là bao nhiêu đúng không? Mặt này tới cái mặt này là bao nhiêu? Thì ở đây có một vài cách để cho mình kiểm tra kích thước nhanh nè. Kích thước nhanh, bây giờ ví dụ như mình muốn cái từ đây tới đây là bao nhiêu nè, từ mặt này nè tới mặt phía sau này nè là khoảng cách là bao nhiêu, thì bây giờ mình sẽ bấm vào cái cạnh này, thì trên cái ô này nè, cái ô này ha, đây nó sẽ xuất hiện cho mình một cái len, nó nói là 100 mm. Đấy, thì mình kiểm tra kích thước nhanh như vậy, mình không cần phải là vào cái extrude này để mình kiểm tra cái extrude này là bao nhiêu mm, không cần ha, mình bấm vào cạnh này thôi. Đấy, 100 mm. Rồi, từ mặt này tới mặt phía bên này thì hiện tại không có cái cạnh nào để mình đo hết, không có cạnh nào để mình đo cái chiều dài đó hết. Thì bây giờ mình có thể là nhấn control mặt này và xoay qua đây, nhấn control chọn mặt này thì nó sẽ báo ở trong cái ô này là normal distance 60, tức là cái bề rộng vuông góc, bề rộng cái khoảng cách vuông góc giữa hai cái bề mặt đó sẽ là 60 mm. Đấy, thì thậm chí là mình có thể là chưa cần dùng tới cái thẻ evaluate và chọn cái measure, chưa cần dùng tới nó luôn. Đấy, có thể là dùng nó để kiểm tra cái góc này, cái góc cái mặt này nè, tới cái mặt này là góc bao nhiêu độ cũng có thể được. Bằng cách như thế nào? Nhấn control chọn mặt này và nhấn control lại chọn mặt này, thì hiện tại nó báo angle ở đây, angle ở đây là 80 độ ha, 80 độ. Đây là cách kiểm tra nhanh nhất cho anh em mình, không cần phải chọn bị xua. Nếu có còn chọn bị xua thì phải lục lạo rồi trong cái thẻ này đúng không, phải chọn tìm được cái bị xua. Bây giờ anh em mình rê chuột vào cái chữ cái thanh công cụ này nè, rê vào đây và nó sẽ nổi lên một cái dòng chữ phía dưới đây ha, rê vào đây bị xua, đóng mở ngặt, đóng mở ra là chữ M, thì nó nói là cái lệnh tắt cho cái này nè là chữ M. Bây giờ mình gõ chữ M trên bàn phím đây ha, chữ M này nè ha, bây giờ mình gõ chữ M trên bàn phím đấy, thì ngay lập tức nó sinh ra một cái lệnh measure. Rồi bây giờ mình đo thôi, chẳng hạn như mình bấm mặt này tới cái mặt phía sau này, rồi nó cho angle chỗ này, nó cho angle chỗ này là 80 độ. Đấy, thì không cần nhất thiết nhất định là mình phải chọn cái measure này để mình đo góc, không cần cũng được. Mình chỉ cần control chọn mặt này và mặt này thì nó sẽ báo ở dưới này là 80 độ rồi. Tương tự là trong measure nó giúp mình lợi có một cái gì đó, thì mọi người sẽ thấy được cái center là như thế nào. Đấy ha, center nè thì nó sẽ lấy từ tâm của đường tròn này tới tâm của đường tròn này, đó là center. Bây giờ mình sổ ra ha, rồi tiếp tục sổ ra mình chọn min, thì nó sẽ lấy cái khoảng cách nhỏ nhất từ đây tới đây, tức là khoảng cách gần nhất á. Tương tự max distance thì nó sẽ lấy size nhất giữa hai cái lỗ đó, đó là khoảng cách xa nhất. Nãy giờ là mình nói trong cái phần bài giảng hơi nhiều, thì giờ xem lại những cái phần comment ở đây ha. Thì có bạn hỏi là trung tâm mình ở đâu vậy AD? Thì trung tâm mình hiện tại đang ở Bình Tân. Các bạn có thể là lên trên Google
Gõ địa chỉ là trung tâm học cơ khí. Đây ha, thì trên bản đồ nó sẽ có chỗ này. Đây. Đây, địa chỉ nó sẽ nổi lên đây. Địa chỉ và số điện thoại. Trên này ha. Tiếp theo, qua cái visual rồi thì bây giờ tiếp theo qua một cái khác nữa. Cái phần này là cái phần thời gian tự động backup và sao lưu server. Backup và sao lưu thì bây giờ ở trong này á mình chọn tool option system đúng không? Option nè. Ở đây mình có cái mục đó là backup và recover. Backup recover ở đây ha. Đây, trong cái ô của thằng system option này ha. Mình sẽ chỉ phía dưới mà sẽ có là backup và recover. Thì trong này mình sẽ cài đặt cái thời gian backup và recover là khoảng 10 phút. Sorry mọi người, hiện tại thì máy mình nó đang bị đánh. Rồi. Tiếp tục. Backup and recover ở chỗ này. Backup and recover này. Thì cái thời gian recover tự động thì mình sẽ đặt ở đây. Hoặc là mình không bấm vào đây thì nó sẽ không có tự động. Nó sẽ không có tự động lưu file lại. Nó không có tự động auto recover lại ha. Thì ở đây mình để ở đây cũng được. Để cũng được, không để cũng được, không sao. Rồi, ok. Tiếp tục với anh em cái phần tạo sketch. Bây giờ mình tạo sketch trên một chi tiết khác ha, trên mặt này đây ha. Rồi mình có một cái cung nè, có một cái cung, cung này ha. À, có vô cung này thì bây giờ nó sẽ sinh ra một trường hợp phát sinh, đó là ví dụ như cái mình vẽ thêm nè, cái đường slide là từ đây tới đây đúng không, tới đây là mọi người thường hay vẽ cái đường slide vào đây để mình mới đo được cái góc chỗ này đúng không, góc chỗ này nè 95 hay 100 gì đó, sorry 125 22 được, được, ok. Đấy, thì cái gốc mình sẽ xác định vào đây. Đó, bằng cách như vậy. Tuy nhiên mình không có vẽ hai cái đường centerline vào đây mà mình đo cái gốc này được hay không. Tại ha.
mình có đo được cái góc từ đây tới đây hay không. Thì bây giờ mình chọn Smart Dimension. Smart Dimension. Bây giờ mình mới chọn 1, 2 và 3. Đấy. Thì mình re ra ngoài này nó sẽ lấy được cái góc cho mình nè. Đó là cách lấy góc mà không cần vẽ hai cái đường center line vào đây cho cái cung này. Ví dụ như mình chọn đây là 100. Sorry, cái phím 0 của mình nó hơi bị liệt. Đấy, 125 độ nó sẽ lấy cho cái này. Cái này là cái góc nha. Còn trong trường hợp lấy cho cái độ dài dây cung thì sao? Tức là cái chiều dài của dây cung này nè, mình bấm vào này đúng không? Cái chiều dài của dây cung này là bao nhiêu? Thì mình sẽ lấy như thế này, Smart Dimension. Ha, 1. Đây, lặp lại ha. Lại, Smart Dimension ha. Bấm vào điểm nè, 1 nè. Bấm vào cái dây cung đó, 2 nè. Xong, bấm vào cái điểm còn lại á, điểm mút, cái đầu mút còn lại á. Rồi mình mới kéo ra. Đây là cái độ dày của dây cung, độ dài của dây cung này nè. Hạn như là 400. 4, 10, 5. Ok, ví dụ như vậy. Trong cái phần đo kích thước này nè, nhiều bạn cũng hay quên một cái chế độ như thế này. Đó là trong phần chỗ mình vẽ slot. Vẽ slot, ví dụ như mình vẽ slot, chọn slot thứ nhất đi ha. Bây giờ mình vẽ 1 nè, 2 nè, và 3 nè. Sau khi mình vẽ slot xong á, thì cái kích thước này không tự động nó kéo ra. Tại vì anh em quên cái chỗ này, cái nút này nè, dưới cái lệnh slot nè, slot 2 dưới lệnh slot nó có một cái nút, đó là Add Dimension. Mình bấm vào Add Dimension này ha, và chọn hai loại đo kích thước. Một là lấy từ tâm, hai là lấy từ hai cái đầu mép ngoài này nè. Đây, trong trường hợp này mình lấy từ tâm đi ha. Rồi. Rồi vẽ lại slot. Mình mới chọn cái đầu tiên và mình bấm luôn nút Add Dimension chỗ này. Và chọn cái thứ nhất ha. Bây giờ mình bấm nè, 1 2 mình đi kéo luôn ha, và kéo ra 3. Thì hiện tại bây giờ nó sẽ lấy được cái kích thước cho mình. Nhiệm vụ của mình là gì? Tap click vào đây và sửa lại con số, chẳng hạn như 60, 62 gì đó hay. Ok. Và cái này là 165, 165. Ok. Đó, nếu cần thì bấm này để nằm ngang. Rồi, ok. Cho nên một vài cái lệnh nó sẽ có cái nút Add Dimension, cho nên mình tận dụng cái lệnh đó để mình Add Dimension luôn. Nhưng mà không phải trường hợp nào cũng phải Add Dimension nha. Không phải trường hợp nào cũng Add Dimension. Trong trường hợp nếu mà không đo cái này là 62 á, mà đo này là đường kính á, đường kính hoặc bán kính á, thì có thể là mình xóa đi rồi mình bấm lại Smart Dimension. Bây giờ đo cái chỗ này là bán kính chẳng hạn là 35. Đấy, tùy theo trường hợp mà mình chọn nó add hay không add. Rồi, mình đi một phần nữa là mình sẽ kết thúc cái phần live stream trong buổi tối hôm nay. Và anh em đã chuẩn bị để soạn rồi coi đáp án ha. Bây giờ phần số 8 này là để zoom một đối tượng. Zoom một đối tượng ha.
tức là mình thu phóng cái chi tiết này nè. Trong này, trong trường hợp anh em mà lăn chuột xuống nó bị nhỏ, nó bị mất chi tiết này, hoặc là mình lăn chuột lúc mà mình xài SolidWorks á, mình chưa quen lăn chuột lên lăn chuột xuống á, thì có thể mình lăn mất cái chi tiết này, mất luôn, mất ở ngoài, nó không còn trên cái màn hiển thị này nữa. Thì nó có một vài cách như thế này. Mình có thể là bấm vào nút Asymmetric. Asymmetric ở đây ha, thì nó sẽ gom về màn hình. Rồi mình mất, mình lan nó mất đi một lần nữa ha. Mình có thể cách thứ hai đó là mình bấm vào chữ zoom to fit kế vào cái chỗ Asymmetric này. Đấy, thì nó cũng gom về chỗ này. Cách thứ ba đó là mình gõ chữ F trên màn hình, trên bàn phím. Bàn chữ F trên bàn phím thì nó cũng sẽ gom cái chi tiết này về lại trên màn hình. Rồi, cái thứ tư đó là gì? Chuột giữa của mình á, con cái bánh xe lăn của chuột, của con chuột á, mình nhấn double click vào cái đó, 1, 2 thì nó cũng phải gom cái đó về. Nó có rất là nhiều dạng gom như thế này. Còn một dạng thu phóng nữa, đó là cái kính lấp kế bên cái chỗ zoom to fit này, cái kính lấp này ha, bấm vào đây thì ngay lập tức chuột mình nó sẽ hiển thị một cái kính lấp. Và bây giờ mình sẽ quét là mình sẽ xem, mình quét ở đâu là mình sẽ xem ngay vị trí chỗ đó. Bây giờ mình quét nè, đó thì nó sẽ phóng to ngay chỗ mình quét. Ví dụ mình muốn xem cái lỗ ở chỗ này đúng không, mình nhấn giữ chuột trái, nhấn giữ chuột trái thả ra thì nó sẽ cho mình cái lỗ ở chỗ này, tiếp tục phóng tiếp lên. Đấy, thì khi này mình cần fill led thì mình fill led thôi, nhưng mà mình đang ở trong môi trường này template cho nên mình không có fill led này được ha. Đây là mình chọn cái ô trên này, cái ô zoom to area này. Một cái trường hợp nữa đó là nhiều khi mà chuột mình nó lại xuất hiện cái dấu này. Đây, anh em thấy chuột mình nó xuất hiện cái dấu này đúng không, và mình di chuyển nó giống như một cái kính lúp vậy đó. Di chuyển thì tất cả chi tiết cho đó nó được to ra, được phóng to lên. Thì làm tại sao mà lại với đó, nhưng mà mình nhấn nút escape, nút escape trên bàn phím nè, nút trên góc trái này nè, mà escape á thì nó thoát, nhưng mà lâu lâu vô tình á thì nó lại có xuất hiện cái đó. Thì vậy thì nói từ đâu ra, thì cái lệnh này á gọi là cũng giống như một cái kính lúp vậy đó, phóng to chỗ chi tiết mình cần xem. Thì nó là cái phím G, phím G trên bàn phím nè, cho nên nhiều khi tay mình nhấc vào cái lệnh nào đó, ví dụ như một cái lệnh cái phím G ở đây thì nó sẽ thực hiện cái thao tác đó lên, nó thực hiện cái thao tác phóng này nè. Đấy, thì cách đơn giản nhất là mình nhấn cái kép để mình thoát cái đó thôi, nhưng mà mình sẽ hiểu tại sao nó ra cái lệnh như vậy. Đúng rồi, trong thời gian chờ coi đá banh thì buồn ngủ quá không biết làm gì, nên là mình đăng bài chia sẻ một vài cái cho anh em. Rồi, hôm nay thì mình đi một vài cái thủ thuật như vậy. Cũng còn nữa, trong quá trình mình làm mình học, mình nghiên cứu về cái phần SolidWorks này cũng gần 10 năm nay, thì trong cái phần này nó có khá là nhiều những cái hay mà mình chưa có phát hiện ra được hết, mình chưa có tìm hiểu được hết. Nhiều khi mình đọc những cái bài viết trên mạng thì mình thấy nó quá tiện, nó rất là tiện lợi, nhưng mà tại sao mình không biết trước đó để mình dùng. Rồi ha, chúc các bạn cho ra coi đó, ai coi đó banh thì coi vui vẻ ha. Ok, mình sẽ
thường xuyên livestream về cái phần là thủ thuật solid hơn nữa. Ok, chúc các bạn ngủ ngon.